điểm hiện tại thì mình xin phép khẳng định với các bạn đây chính là thời điểm tốt nhất để mua iPhone cũ. Và cùng với đó là nửa sau của tháng 9 này có rất nhiều iPhone này giảm giá nên rất đáng để các bạn có thể nâng cấp và trải nghiệm. Cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu ra top 3 iPhone cũ đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại nha. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Thế Giới Di Động và mình là Yến Nhi. Chiếc máy đầu tiên mà mình muốn giới thiệu mọi người không đâu xa đã chính là iPhone 14 Pro Max. Với mức giá thời điểm hiện tại thì vẫn còn khá cao nhưng mà so với cái thời điểm vừa mới ra mắt thì đã giảm đi rất là nhiều. Với phiên bản 128GB thì máy mới đã giảm 3-4 triệu còn máy cũ còn khoảng 23 triệu thôi. Với mức giá này thì đầu tiên phải nói đến mọi người là đổi được một cái hiệu năng vô cùng mạnh mẽ là con chip Apple A16 Bionic. Con chip này thì hầu như trên thị trường rất ít đối thủ có thể cạnh tranh lại. Ở những cái tác vụ cơ bản hàng ngày như là việc xem phim, làm việc, giải trí đơn giản thì máy vẫn đáp ứng rất tốt. Còn với những cái tựa game nặng có đồ họa cao như là Genshin Impact, PUBG hay là Liên Quân Mobile thì vẫn chiến rất tốt. Bật được max setting 60fps cũng như là đồ họa trên game thì đẹp khỏi phải bàn. Với camera của iPhone 14 Pro Max thì mình đã không còn gì phải nói vì nó đã làm quá tốt trong năm qua và tất nhiên là trong những năm tiếp theo thì nó vẫn sẽ tốt như vậy. Nhờ vào camera chính có độ phân giải cao là 48MP, xử lý ảnh tốt nên là ảnh cho ra rất là chất lượng, có độ chi tiết tốt, màu sắc chân thật nên không kém làm người dùng đam mê. Và với những cái ảnh chụp đêm trên máy thì đã được nâng cấp rất nhiều nên khi chụp ra độ chi tiết tốt nè, khử noise cũng tốt, cũng như là độ sáng cho ra đầy đủ. Ngoài ra những cái chế độ khác thì máy vẫn đáp ứng rất tốt nên là iPhone 14 Pro Max không những phục vụ tốt cho công việc mà còn phục vụ tốt cho cả những các nhu cầu khác. Pin trên máy thì cũng không phải là dạng vừa khi mình vừa xếp em nó ở trong top những chiếc iPhone có pin trâu với dung lượng pin là 4.323mAh thì so với iPhone đây là một cái dung lượng pin tốt và có thể đáp ứng được cho người dùng sử dụng cả ngày mà không cần phải sạc đi sạc lại nhiều lần. iPhone 14 Pro Max hiện tại thì vẫn đang có đầy đủ các giá trị để các bạn lựa chọn để nâng cấp. Ngoài ra thì máy vẫn có một chiếc màn hình đủ to dư chất lượng để phục vụ mọi người và với công nghệ màn hình là Super Retina XDR thì chắc chắn đem ra một cái chất lượng quá tốt cho mọi người khi mà xem phim, giải trí, làm việc. Ngoài ra thì máy vẫn trang bị đầy đủ tính năng của một chiếc điện thoại flagship nên là với cái mức giá thời điểm hiện tại thì mình thấy rất đáng để các bạn cân nhắc và bỏ vào giỏ hàng để chuẩn bị nâng cấp nha. Và hiện tại thì máy vẫn đang bán tại Thế Giới Di Động nên các bạn có thể tham khảo giá dưới đường link mình để dưới phần mô tả nha. Em máy thứ hai mà muốn giới thiệu đến cho mọi người sẽ có giá nhẹ hơn như mà nãy một chút xíu nhưng mà hoạt động sự là rất rất tốt, đó chính là iPhone 13 Pro Max. Thì theo mình tìm hiểu, với phiên bản 128GB sẽ có giá là 24 triệu cho máy mới và 18 triệu cho máy cũ. Nhưng mà khá đáng tiếc thì Thế Giới Di Động đã ngừng kinh doanh dòng máy này rồi. Đầu tiên là nói về hiệu năng đi, thì máy sở hữu con chip là A15 Bionic và để được đánh giá thì mình vẫn thấy đây là một con chip rất mạnh mẽ. Bản thân mình thì lúc trước cũng đã trải nghiệm qua máy rồi và mình phải nói rằng con chip A15 Bionic này bây giờ cũng rất ít máy có thể đánh bại. Còn về các tác vụ hàng ngày thì máy vẫn đáp ứng chúng ta đầy đủ, trơn tru, mượt mà. Cũng như là đã có thời gian mình dùng máy để dựng video cấp kích thì máy render rất nhanh với độ phân giải cao. Còn về chơi game nặng thì mình có test qua chơi PUBG và Liên Quân thì mình thấy máy có thể bật được max setting 60fps. Ngoài ra thì khi chơi cũng không có tình trạng giật lag, đồ họa đẹp và cũng như máy cho một độ ổn định rất tốt khi chơi. Nhờ vào con chip Apple A15 Bionic mà máy được tối ưu khả năng sử dụng pin rất tốt. Máy vẫn đáp ứng rất tốt được cho cả ngày và nếu nhu cầu chơi game không cao thì ông bà có thể hoàn toàn trụ được cả ngày rồi mới sạc lại. Ngoài những điểm ăn tiền về hiệu năng và pin thì camera của iPhone 13 Pro Max cũng là một điểm không thể bỏ qua. Tuy máy chỉ trang bị 3 camera với độ phân giải là 12MP nhưng nhờ vào cái tên Pro Max nên máy thật sự đã làm được rất tốt. Với mình thì thật sự mà nói là khó chê được camera của dòng 13 Pro Max này. Nó đỉnh đến nỗi mà Apple đã mang luôn cái công nghệ camera này lên hẳn iPhone 14 luôn. Nhờ camera chất lượng tốt và sử dụng HDR thông minh nên ảnh cho ra dù ngày hay đêm đều được xử lý rất đẹp. Ảnh cho ta có độ chi tiết rất tốt, màu sắc hài hòa, độ chân thật cao cũng như là có sự cân bằng về ánh sáng. Ngoài ra thì các chức năng khác về camera trên máy vẫn đáp ứng được cho chúng ta rất ok nên là dễ dàng tiếp cận được nhiều phân khúc người dùng hơn. Thiết kế và màn hình cho iPhone 13 Pro Max được gia công liền mạch, có độ chắc chắn tốt nên đó là lý do vì sao mà sản phẩm này vẫn được nhiều người dùng quan tâm. Bên cạnh đó thì đây là dòng Pro Max, là cái dòng cao cấp nên được Apple trang bị những tính năng rất tốt không thua kém như iPhone 14 Pro Max như là kháng nước 5G. Nhìn chung lại thì iPhone 13 Pro Max là một chiếc máy mình sẽ recommend cho mọi người trong tầm giá này vì máy vẫn có thể sử dụng được tới 4 năm nữa cho tới khi hãng cho ngưng update. Chiếc điện thoại cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến mọi người cũng là chiếc rẻ nhất trong top 3 ngày hôm nay là iPhone 12 Pro. Nếu bạn là một người kinh tế thấp nhưng mà muốn sở hữu một chiếc điện thoại chất lượng trong tầm giá khoảng 13 triệu thì iPhone 12 Pro bản 128GB rất là ok. Về hiệu năng thì máy vẫn đáp ứng rất tốt cho các bạn vì máy sở hữu con chip là A14 Bionic. Với con chip này thì mình thấy máy vẫn đáp ứng rất ổn cho các bạn về học tập, làm việc cũng như hoàn toàn có thể dựng video trên cấp kết với độ phân giải phù hợp.
Còn các tác vụ hàng ngày thì mình thấy lâu lâu máy cũng sẽ có hơi lag, nhưng xảy ra rất ít. Nghĩ thì cũng đúng thôi vì máy đã ra mắt được khá lâu rồi. Còn với game thì mình thấy máy đáp ứng vẫn ok, chơi game ít xảy ra giật lag. Nếu xét về hiệu năng thì iPhone 12 Pro sẽ có phần hụt hơi một xí, nhưng vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được rất tốt cho các bạn từ công việc đến giải trí. Về camera thì iPhone 12 Pro sở hữu 3 ống kính với độ phân giải là 12 megapixel nên khả năng quay chụp đều rất là ok và không có gì để chê hết. Nhưng chỉ có một điểm trừ duy nhất là máy không sở hữu chế độ quay điện ảnh, còn tất cả các tác vụ khác thì đều đáp ứng rất là ok. Có một điểm đáng lưu ý trên iPhone 12 Pro là sở hữu viên pin không quá trâu là 2815mAh. Nên nếu mà bạn nào sử dụng các tác vụ nhẹ thì có thể sử dụng được cả ngày, nhưng mà sử dụng các tác vụ nặng thì phải sạc cỡ 2 lần một ngày. Về thiết kế và màn hình thì iPhone 12 Pro có thể hoàn toàn đáp ứng cho các bạn sử dụng thêm 2 đến 3 năm nữa vì sử dụng khuôn viền vuông vức rất khó bị lỗi thời. Còn về màn hình thì máy cũng sở hữu công nghệ màn hình là Super Retina XDR với tấm nền OLED nên máy cho ra một chất lượng hiển thị rất tốt để phục vụ cho nhu cầu của mọi người. Tuy nhiên có một điểm mình không thích ở máy là vẫn sở hữu cụm tay thỏ còn khá to, cũng như là tần số quét chỉ dừng lại ở 60Hz. Hiện tại thì iPhone 12 Pro đã không còn được kinh doanh tại Thế Giới Di Động nữa, nhưng mà các bạn vẫn hoàn toàn có thể mua tại các cửa hàng khác. Nhưng mà nhớ lưu ý giúp mình là phải check máy thật kỹ để có thể sở hữu được một máy chất lượng nha. Nhìn chung lại thì đây chính là thời điểm vàng để các bạn mua chiếc iPhone mà đã nêu ở trên, vì vào dịp cuối năm sẽ là thời gian các hãng iPhone cũ giảm mạnh nhất. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh cho Thế Giới Di Động nha. Còn bây giờ thì bye bye. Hiện tại thì nếu bạn nào đang có nhu cầu mua đồng hồ thì có thể tham khảo MB Fitwatch đang được sale với giá cực kỳ ưu đãi tại Thế Giới Di Động nha. Ngoài ra thì Thế Giới Di Động đang có chương trình reorder với các sản phẩm của iPhone 15 series và Apple Watch series 9. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo tại đường link mình để dưới phần mô tả nha.